tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết số 765 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bộ Tham mưu Hậu cần, Cục Quân nhu và Khoa Quân nhu, Học viện Hậu cần phối hợp ban hành phim khoa giáo, cách sắp xếp quân tư trang trong ba lô, kỹ thuật mắc tăng võng, kỹ thuật đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1, giúp hậu cần đơn vị tổ chức huấn luyện bổ trợ cho hạ sĩ quan binh sĩ nhằm nâng cao khả năng cơ động, chất lượng sinh hoạt của bộ đội ở dã ngoại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Phim dựa vào tài liệu huấn luyện về hậu cần cho hạ sĩ quan binh sĩ, Tổng cục Hậu cần ban hành năm 2013, giới thiệu những nội dung cơ bản, chung nhất. Quá trình xây dựng phim tuy có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót nhất định. Vì vậy, trong tổ chức thực hành huấn luyện, đề nghị hậu cần các đơn vị nghiên cứu sát với đặc điểm địa bàn hoạt động và nhiệm vụ của đơn vị. Sau đây là nội dung phim. Việc bảo đảm cho bộ đội có giấc ngủ an toàn nhằm duy trì và giữ vững sức khỏe bộ đội luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành hậu cần. Đặc biệt, khi đơn vị thực hiện trong điều kiện huấn luyện dã ngoại, chiến đấu, thì vấn đề bảo đảm ngủ cho bộ đội ngày càng được coi trọng. Vì vậy, tăng võng ra đời luôn gắn liền với mỗi quân nhân trong điều kiện huấn luyện dã ngoại và trong chiến đấu. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như xây dựng quân đội trong giai đoạn hiện nay, tăng, võng dần được cải tiến và đã phát huy tác dụng to lớn trong việc bảo đảm giấc ngủ nhằm duy trì sức khỏe, sức chiến đấu cho bộ đội, góp phần vào thắng lợi chung của quân đội. Hiện nay, trong toàn quân có nhiều kiểu cách mắc tăng võng khác nhau được vận dụng vào thực tế một cách linh hoạt, nhưng đều có mục đích đạt được yêu cầu nhanh gọn trong quá trình mắc và thu tăng võng để bảo đảm tính cơ động chiến đấu cao. Nội dung phim sẽ giới thiệu kỹ thuật cơ bản các động tác và cách mắc tăng võng, cách buộc dây, cách sử dụng cọc phụ đối với loại tăng võng không liền bàn, điều kiện mắc võng trong trời không mưa có sử dụng cọc phụ và dùng một dây để mắc. Huấn luyện kỹ thuật mắc tăng võng trong điều kiện trời không mưa, sử dụng một dây và có cọc phụ. Về mục đích, huấn luyện cho các đồng chí biết cách mắc và sử dụng thành thạo tăng võng, làm cơ sở thực hành luyện tập, thực hiện nhiệm vụ khi đơn vị dã ngoại, diễn tập và trong chiến đấu. Về yêu cầu thứ nhất, hiểu được vai trò, tác dụng của tăng võng. Yêu cầu thứ hai, nắm chắc kỹ thuật mắc tăng võng. Yêu cầu thứ ba, vận dụng linh hoạt các kiểu mắc khác nhau vào từng điều kiện địa hình cụ thể. Về nội dung, gồm 3 phần lớn. Phần thứ nhất, công tác chuẩn bị. Phần thứ hai, thực hành mắc tăng võng. Phần thứ ba, một số kiểu mắc được vận dụng. Về tổ chức phương pháp, về tổ chức lên lớp theo đội hình trung đội. Phương pháp, tôi sẽ tiến hành vừa nói vừa làm, trung đội quan sát, sau đó chia về theo tổ 4 người để tiến hành luyện tập. Về tài liệu, dựa trên tài liệu huấn luyện cho hạ sĩ quan binh sĩ do Tổng cục Hậu cần biên soạn năm 2013, tôi đã biên soạn tài liệu huấn luyện kỹ thuật mắc tăng võng gửi cho các đồng chí. Báo đồng chí khi điều kiện thời gian cho phép để tiến hành mắc tăng võng trong điều kiện trời không mưa, sử dụng một dây và có cọc phụ, ta cần chuẩn bị tốt một số vật chất như sau: tăng võng, dây võng và màn. Cọc phụ 2 chiếc là các đoạn gỗ tre nứa thẳng hình tròn có đường kính từ 5 đến 7 cm, chiều dài 1 đến 1,2 m. Que nẹp đầu hồi tăng là các đoạn gỗ tre nứa thẳng hình tròn, đường kính từ 2 đến 3 cm, chiều dài từ 1,4 đến 1,6 m. Que nẹp mái tăng là các đoạn gỗ tre nứa thẳng hình tròn, đường kính từ 2 đến 3 cm, chiều dài từ 1,6 đến 1,8 m. Giá ba lô là các đoạn gỗ tre nứa thẳng hình tròn, đường kính từ 2 đến 3 cm, chiều dài từ 50 đến 60 cm và được vót nhọn ở một đầu. Ngoài ra, một số vật chất khác như kẹp màn, dây buộc, cọc ghim, que gài sống tăng, que luồn dây võng.
Báo cáo đồng chí, khi đơn vị hành quân vào vị trí trú quân mới, nhanh chóng chọn vị trí mắc tăng võng. Vị trí mắc tăng võng là khoảng cách giữa hai thân cây gỗ chắc có đường kính thân từ 20 đến 30 cm, khoảng cách hai cây từ 3,5 đến 4 m. Phía trên hai thân cây không có cành khô mục, phía dưới mặt đất có độ dốc không lớn và không có các mỏm đá hoặc gốc cây hụt. Nếu trường hợp không có sẵn địa hình như vậy thì ta phải tiến hành cải tạo địa hình. Sau khi chọn vị trí mắc tăng võng xong, nhanh chóng làm giá ba lô, đặt ba lô và giá súng. Tiến hành làm giá ba lô, dùng dây buộc ba đoạn ghe giá ba lô. Vị trí buộc 1/3 từ đầu lọn trở lên. Tiến hành xoạc đều theo thế chân kiều. Tiến hành đặt ba lô. Sau khi đặt ba lô, ta tiến hành đặt súng cạnh ba lô. Tiến hành mắc tăng võng. Thực hành mắc tăng võng. Luồn tay lấy dây võng trong ba lô. Ta xác định trung điểm của đoạn dây. Từ trung điểm của đoạn dây, kéo về phía đầu dây một khoảng cách từ 1,75 đến 2 m. Tại vị trí mới này, tiếp tục kéo về phía đầu dây. Sau đó gấp đôi đoạn dây này lại. Độ dày đoạn dây gấp đôi bằng 1,5 chu vi thân cây tại vị trí buộc. Tiến hành buộc đầu dây tăng thứ nhất, vị trí và cách buộc như sau. Vị trí buộc đầu dây tăng thứ nhất cách mặt đất khoảng 1,4 m. Cách buộc, cuốn đoạn dây gấp đôi quanh thân cây. Sau đó, cuốn từ 1-2 vòng quanh dây chịu lực. Tiến hành gài từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Và kéo mạnh mũi gài về phía sau. Chú ý các mối buộc không được buộc thắt nút để bảo đảm tính cơ động. Đầu dây còn lại tiến hành luồn qua khuyết tăng. Lấy tăng trong ba lô. Vắt tăng lên vai sao cho sống tăng quay về phía trước mặt. Luồn đầu dây qua các khuyết tăng ở trên sống tăng. Sau khi luồn dây qua các khuyết tăng ở trên sống tăng, ta dồn tăng về phía đầu dây tăng đã được buộc. Tiến hành căng dây tăng và buộc đầu dây tăng thứ hai. Vị trí và cách buộc đầu dây tăng thứ hai tương tự như đầu dây tăng thứ nhất. Chú ý khi buộc đầu dây tăng thứ hai, ta kéo thật căng dây tăng để bảo đảm sống tăng được căng. Tiến hành mắc võng. Ta vắt võng lên dây tăng. Luồn dây qua đầu võng. Buộc đầu võng thứ nhất, vị trí và cách buộc đầu võng thứ nhất như sau. Về vị trí buộc. Vị trí buộc đầu võng thứ nhất cách mặt đất khoảng 80 cm hoặc nhỏ hơn chiều cao của cò phụ. Về cách buộc tương tự như buộc đầu dây tăng.
Tiến hành cuốn cọc phụ thứ nhất. Vị trí và cách cuốn cọc phụ như sau. Vị trí: cách đầu võng từ 15 đến 20 cm. Cách cuốn: cuốn dây võng quanh đầu cọc phụ, sau đó nhấc cọc phụ, quay 180 độ, đặt cọc phụ ở vị trí vững chắc. Tiến hành mắc đầu võng thứ hai và cuốn cọc phụ thứ hai, cách làm tương tự như đầu võng thứ nhất. Chú ý, khi đuộc bộ võng thứ hai, ta không kéo quá căng võng để còn cuốn cọc phụ thứ hai. Tiến hành thử võng. Cách thử võng như sau. Bước 1, chân qua thân võng, mặt hướng về phía đầu võng, hai tay mở rộng thân võng, từ từ ngồi lên võng và nhún, đồng thời mắt quan sát các mối buộc. Nếu có hiện tượng bị tụt, ta tiến hành gia cố lại. Khi cơ thể nằm trọn trên võng, điểm thấp nhất của võng cách mặt đất từ 30 đến 50 cm là phù hợp. Tiến hành cố định tăng trên dây. Kéo tăng trải đều trên dây tăng. Dùng que gài cố định các khuyết tròn ở trên sống tăng. Cách cố định như sau. Cuốn từ 1 đến 2 vòng khuyết tăng quanh dây tăng. Sau đó dùng que gài xỏ qua, sao cho que gài có phương vuông góc với dây tăng. Mục đích để nước mưa không theo dây tăng chảy vào trong tăng. Ta kéo sống tăng thật căng. Chú ý, hai cọc phụ phải nằm ở phía trong của mặt tăng. Ta lật mái tăng để tiến hành mắc màn. Màn lấy trong ba lô, trải đều màn trong thân võng. Ở mỗi đầu màn, ta lấy một đỉnh màn buộc lên khuyết nằm ở phía trong tăng. Chú ý, ta lấy hai đỉnh màn ở cùng một phía màn. Dùng dây buộc chặt màn trùm qua đầu võng. Khi chưa ngủ nghỉ, màn được cất gọn ở trong thân võng. Khi ngủ nghỉ, ta nằm ở trong võng. Dùng tay
cuộn phần màn bên, kéo sang bên, sao cho màn ôm qua thân võng. Sau đó dùng kẹp kẹp lại. Khi không ngủ nghỉ, lúc này màn lại được đặt ở trong thân võng, bảo đảm gọn gàng. Tiến hành căng mái tăng, dùng que nẹp đầu hồi xỏ qua khuyết của đầu hồi tăng, sau đó dùng dây buộc lại. Chú ý, que đầu hồi phải nằm ở dưới dây võng. Dùng một đoạn dây dài buộc vào chính giữa que đầu hồi. Sau đó kéo dây thật mạnh theo phương 45 độ so với mặt đất. Buộc đủ chắc để bảo đảm đầu hồi tăng được căng. Tương tự đầu hồi tăng thứ hai, ta làm như đầu tăng thứ nhất. Tiến hành căng mái tăng, dùng que nẹp dài tăng xỏ qua ba khuyết ở trên mép mái tăng.